Đấy, xin chào bạn, tôi bác sĩ Sắc Việt Đức đây. Hôm nay có một trường hợp nam 25 tuổi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn cái gọi là tinh hoàn nhân tạo đây. Bạn thấy là nó tương tự như cái vật liệu mà người ta để người ta độn vào cái ngực của phụ nữ ấy. Đấy bạn thấy. Rất là mềm. Đấy thì ai sẽ phải đặt những cái tinh hoàn này, như hầu hết là ở người lớn đến cái tuổi mà người ta bắt đầu người ta nghĩ đến cái chuyện mà lấy vợ con có con ấy, thì người ta sẽ phải đặt cái này ở những cái người mà người ta mất tinh hoàn, ví dụ như trường hợp mà xoắn tinh hoàn đến muộn phải phẫu thuật cắt tinh hoàn đấy, hoặc là những người bị chấn thương và cắt bỏ tinh hoàn hoặc ung thư tinh hoàn. Thì bệnh nhân này thì rất là tiếc là bạn ấy bị ẩn tinh hoàn. Thế nhưng mà bệnh viện tuyến dưới thì người ta đã cắt cái tinh hoàn đi rồi. Bây giờ bạn ấy muốn có bạn gái thì bạn ấy muốn phẫu thuật đặt cái tinh hoàn này vào. Đây là hàng của Mỹ nhé. Đây, tới đây. Đây là cái tinh hoàn này, nó xuất xứ là ở Mỹ đây. Đây các bạn thấy. Thế là nếu mà ai mà chúng ta mà không có tinh hoàn ấy, thì chúng ta có thể đặt cái tinh hoàn này vào, nó cũng giống như cái phẫu thuật độn ngực của phụ nữ, thay vì độn ngực thì chúng ta độn cái tinh hoàn này.